Rồi đây là bài báo cáo của Phượng này. Vâng. Thì đầu tiên năm thủy não của em đây này. Đó. Năm thủy não ở đây thì thủy trước trán có nhiệm vụ hai ngón cái này. Đó. Có nhiệm vụ giao tiếp, tương tác, ra quyết định, điều khiển, kiến tạo cảm xúc. Đó. Thói quen hành vi nằm ở vùng này. Đó. Thủy trước trán, mật độ tế bào thần kinh là 16,9 này. Thủy trán của em này là 17,8. Thủy trán có nhiệm vụ là tư duy, bao gồm hai loại tư duy, một là tư duy thiết lập mục tiêu kế hoạch, hai là tư duy chính xác, tư duy lập luận và tư duy logic. Đấy, toán học, ngôn ngữ, tư duy không gian, tư duy định hướng, thiết lập kế hoạch mục tiêu, nó nằm ở vùng này. Đấy, của em là 17,8 này. Đấy, Tám. thủy đỉnh chứa vai trò về thông tin về sức khỏe vận động. Đấy, về sức khỏe vận động nó có hai loại vận động chính: vận động tinh và vận động thô. Vận động thô là vận động của hệ cơ xương, các cái hệ cơ lớn. Đó. Vận động tinh là sự khéo léo của các ngón tay, giọng nói, thông minh khuôn mặt. Đấy. Cái này em rất là giàu đấy nè. 24,1 là cao. Cái vùng thứ tư nó là vùng Thùy Thái Dương, chức năng về ngôn ngữ, cảm nhận âm nhạc, đó, tiếp thu bằng âm thanh, nghe, chức năng về thính giác. Đó. Ở đây của em tốt nhất 25,9. Đến đây Sao phát nhé? hiện ra cô này làm truyền thông rồi. Đó. Vâng. Chưa? Đó. Ngôn ngữ mà. Đó. Vâng. Đây thủy chẩm 15,1 là cái chức năng ở đây là nhận thức bằng hình ảnh, là mắt quan sát. Đấy, nhận diện về hình khối, màu sắc, kích thước, độ chi tiết, khả năng ghi nhớ. Đó. Thì đây là cái vùng Kém hơn. vùng gọi là thủy chẩm. Đó. Vâng. Năm thủy não này. Em tự thấy là em kém hơn cái vùng đấy. Năm thủy này thì cái mắt của em là mật độ tế bào thần kinh là thấp hơn. Đấy, Vâng. thấp hơn thôi, đừng có nói là kém. Đấy. Thấp Vâng. hơn so với các bốn 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 vùng còn lại thôi. Đấy, còn cái tai của Vâng. em bao giờ cũng thế, em nhìn thấy quy luật này. Giảm về mắt thì tai trội hơn. Đấy. Cuộc đời bao giờ cũng Đúng vậy. Được cái không được cái nọ thì mất cái trai. rồi, trời Đấy. không cho ai tất cả đúng Không ai không được hết tất cả đâu. Đấy, do vậy ở đây em này như là được cái đôi tai thính, đôi tai tốt. Đấy. Nhạy về tai. Đấy là đặc điểm. Còn cấu trúc này của em thì chỉ có mỗi cấu trúc này 16,9 em được rồi. Đấy, 17,8 là yêu cầu rồi. Còn hai vùng cao là được ghi nhận, hai vùng này là cao này. Sức khỏe cộng với cái vùng này. Ngôn ngữ. Như vậy mẫu người của em là Vâng. mẫu người giàu năng lượng. À, nghĩa là sức khỏe, khả năng làm việc của em tốt. Đấy, mẫu người là mẫu người giàu năng lượng. Đấy. Đấy là đặc biệt điểm. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là cái đôi tai tốt, cái khả năng cảm nhận ngôn ngữ, khả năng truyền thông truyền đạt, khả năng cảm nhận âm nhạc, đó, chức năng hấp thu về tai tốt, hai vùng này là trội nhất. Đấy, tận dụng hai vùng này thì có thể là ngôn ngữ thì nó là nghề truyền thông, nghề nói. Đấy, có kết hợp vùng này này. Đấy, còn cái vùng mắt ở đây thì là 15,1. Đấy, thì lát nữa thì xem nó thấp Kém. vì vì gì. Đôi khi thấp không phải là xấu, mà thấp nó là có chủng đặc biệt nằm ở đây thì cũng là lại là một tài năng. Đấy. Đấy, bởi vì cái mật độ tế Vâng. bào thần kinh nó chỉ phản ánh một phần thôi, có nghĩa là mật độ những cái vân tay trùng hiếm ấy thì nó lại không phải là mật độ tế bào thần kinh cao. Nó trong cái bài báo cáo chính xác nó có hai tiêu chí đánh giá, một là lượng, lượng là cái số mật độ tế bào thần kinh phân bố, hai là chất, chất là chủng vân tay nhá. Thì đấy là riêng có thủy Vâng. chẩm này của mình ở đây so sánh với vùng này thì nó thấp hơn, nhưng mà cho nên vậy cho nên anh bảo thấp hơn chưa chắc đã phải là kém. Đấy. Nó lại được cái khác, không có đi đâu mất thiệt cái gì cả. Về cơ bản cấu trúc này thì cũng là cũng nói chung là cũng là chấp nhận được rồi, bởi vì nó không có Là cũng hiện lại tượng bình thường lệch quá lớn, không có hiện tượng lệch thôi. quá lớn. Không có hiện tượng lệch quá lớn thì có nghĩa là cái khả năng toàn bộ các chức năng trong cơ thể là vận động bình thường ổn. Đấy, còn đâu có hiện tượng lệch ấy, thì nó gọi là sinh ra tài và tật. Đấy. Tài và tật. Ừ, thì đấy Nó là làm tài nhiều tật. Là lệch rồi. quá. Tài và tật có nghĩa là có tài này giỏi thì cái chắc chắn sẽ bị cái tật kia, nó sẽ dính một số cái tật. Nên con người cái từ mà dùng tài và tật nó thực ra ngày xưa mình không để ý, nhưng bây giờ mình thấy đúng rất là đúng, kiểu gì người tài Đúng cũng có vài cái tật. thật. Thì đấy là năm thủy não của em nha. Dạ vâng. Đây, nhưng mà nhìn năm thủy não là biết em có tố chất làm truyền thông rồi đấy. Làm truyền Ừ. Tố chất của truyền thông đấy là nhìn năm thủy não. Còn còn đây là chúng ta vừa đánh giá năm thủy não đây. Đấy, bây giờ xét hai cái bàn tế bào thần kinh này.
hai bên là 50-50, như vậy hai bán cầu lão cân bằng. Đấy, cân bằng. hai bán cầu lão cân bằng, lão phải và lão trái. Lão phải 55, lão trái 50. Như vậy là cô này có cái năng khiếu. Nếu mà có năng ngày xưa vực bé thì là có khả năng lực hai cánh tay này rất là đều này. Đấy, Đúng rồi. hai bên cánh tay này rất Là là thứ đều. mà chơi đàn thì là đẹp đúng không? Piano, đúng rồi, piano đấy. Đúng rồi. Đấy, piano là em có năng khiếu. Đấy, nếu mà chơi về, nếu mà được luyện môn piano, bởi vì lực piano nó cần hai lực hai bàn tay rất là đều. Đấy, đấy là Đều. cái hai bán cầu lão này cân bằng. Nhưng trong trường hợp này, thông thường 85% nữ giới sẽ trội ở bán cầu lão trái. Mà trường hợp này là em là nữ mà lại cân bằng ở lão bên phải thì được kết luận là gì? Cô này phải là người lão phải mới đúng. Lão Đấy. phải à? Ờ. Đáng ra là lão trái nhưng bây giờ này là lão phải nên là Chính mới giống đàn xác. ông. Lão phải là lão của đàn ông. Lão của tính chủ động, lão của cái khả năng thích khám phá, lão khả năng đi thích ra ngoài. Đấy, cái khả năng lão phải là cái lão mà người ta gọi là thích giao du, thích đi lại, thích khám phá, nghĩa là coi cái thế giới bên ngoài, coi cái danh dự, coi cái bạn bè, cái đối tác của mình còn quan trọng hơn cả mình cơ. Đấy. Đấy là người lão phải. Người lão phải thường thường là có nhu cầu cao về danh vọng, danh vọng. Đấy. Cho nên cái con người em thì em thì quán chiếu xem là thực sự cái nhu cầu danh vọng của mình nó cao không. Một đứa nào nó sầm xì, nó nói xấu ở ngoài kia, mình có thấy tức không? Đấy. Có chứ. Đấy. Nên là đấy là đặc trưng của người lão phải đấy. Đấy. Còn đâu những người lão trái ấy, thì chúng nó nói là việc của chúng nó. Đấy. Kệ chúng nó. Đấy. Còn lão phải nhá, lão phải mà người lão phải mà bị đứa khác gièm pha ấy, tức lắm. Đấy. Nó coi cái bên ngoài ấy, cái thế giới bên ngoài của người, cái thế giới bên ngoài là cái người ta coi như là đó là cái danh dự, cái nhân phẩm người ta đẹp đặt ở ngoài đó. Đấy. Đấy. Cho nên đặc trưng của người lão phải, do vậy mà cái mức độ ảnh hưởng của em ở bên ngoài rất nhiều. Đấy. Bị ảnh hưởng nhiều. Em bị ảnh hưởng rất nhiều từ yếu tố bên ngoài. Đấy, cho nên là chính vì thế mà mình cũng phải biết là lấy cái lại phải biết đôi khi em phải học được cái kỹ năng là phải để làm gì để phải đạt được sự ổn định và cố định thì cũng phải học một cái phần ở bên não trái này nữa. Đấy là gì? Đôi khi nói là việc của chúng nó, nghe là việc của mình. Đấy. Em phải tách biệt nó ra chứ không thì suốt ngày em cứ coi như là nó nói cái gì cái câu nào em cũng đau hết cả đầu ra. Đấy, mình biết là mồm là Mình của suy chúng nghĩ. nó, còn tai là của mình. Đấy. Cho nên đừng có đừng có lệ thuộc quá nhiều vào cái mồm chúng nó. Đấy. Rồi. Đấy thì em Chuẩn phải anh em. hả? Chuẩn ạ. Thì em phải học được cái này thì không thì suốt ngày mà cứ nghĩ như thế thì nó sẽ rất là hoang mang, bởi vì cái bên ngoài ấy, thì là mình sẽ bị thường thường cái bên ngoài nó không phải là của mình cho nên mình bị lệ lệ thuộc. Đó. Chính vì thế mà mình lệ thuộc vào đó thì có nghĩa là mình sẽ bị ảnh hưởng. Đúng nhỉ? Vâng, Đó. Thế thì bây giờ mình giảm cái lệ thuộc ra đi. Đấy, bằng cách này gì? Tai này của tao. Đấy. Mày nói là việc của mày, nghe là việc của tao. nghe không được tôi. Chính Làm nào mà là thấy được anh? Bây giờ thì em phải có chính kiến. tôi có chứng kiến à? Giả sử như em làm một cái điều gì đó mà em cảm thấy mình làm như thế là hết sức của mình rồi, mình toại nguyện rồi thì em đừng phải suy nghĩ nữa. Còn đâu chúng nó nói Vâng, của chúng nó, đúng nhỉ? đúng rồi, Nhưng em cứ kệ chúng coi như nó. là em cứ lấy cái sự hài lòng của chúng nó, em cứ lấy cái đáp thỏa mãn chúng nó thì có mà muôn đời, Đúng rồi. đúng không? Đấy. Vâng. Em phải biết rằng gì mình đã cố gắng hết sức mình rồi, mình thành tâm rồi thì em không phải nghĩ nữa. Việc của người Vâng. khác đó là việc của người khác nhé. Vâng, cái đấy chắc phải rèn lâu lâu ạ. Đúng rồi, em phải luyện được. Tất nhiên là mình có tố chất tự nhiên của mình thì nó trội bên này, nhưng mà mình bây giờ mình biết cái nhược điểm này cho nên mình phải bổ trợ, phải xử lý lại nó. Vâng. Đã cho nên cái xác minh tính cách này để giúp mình là gì, mình điều chỉnh cái gì nó mới là chính xác đấy, Vâng. chứ không cái này là tôi cần phải sửa, nhưng cụ thể là sửa cái gì chưa đấy, Vâng. mình chỉ làm đúng cái tâm trí với cái nguyện vọng của mình. Ok, đấy là một trong những cái em Thôi. không phải nghĩ nữa, Vâng. thì đấy là một cái đặc trưng của lão phá, nó là đấy là lão lão phải và lão trái. Thế thì lão trái thì có những cái gì? Lão trái là tính chủ động đấy, đàn ông mà đi tán gái là phải thằng đàn ông nó Nó hỏi trước đấy, nhưng mà của mình là lão phải thì mình tính chủ động mình cao, đấy là đặc điểm. Vâng. Tính chủ động của em nó thể hiện cả cái 10 hoa tay này nữa này. Đấy. Bản chất não trái nó đã não phải nó đã tính chủ động rồi. Thế mà của em tận 10 cái vòng xoáy đấy Mười nữa. Nó lại còn những cái trùng quân này này, trùng vê kép này này là những chủ động. Đấy. Vậy thì của em ở đây là chắc chắn là tính của em chủ động rồi. Đấy. Mình là đứa đi tán giai chứ không phải là giai này tán mình. tay. Đấy. Chị mà thích thằng nào là chúng mày cứ liệu hồn. Đấy.
chị không nhầm thì thôi, chị mà nhầm làm cho mày chết đó. Em Đặc có tán trưng ai bao giờ đâu. thì nên nói là như vậy, nói là như vậy, đúng là mình chủ động, có nghĩa là thích ai là mình chủ động, mình tỏ cái thái độ, tỏ ý ra, và mình muốn là gì, mình muốn là người ta của mình đó. Đấy là đặc trưng của cái tính cách của não phải. Thế là nó mạnh cái tính chủ động là một này, mạnh là tính sáng tạo đấy nha. Cho nên là sáng Tạo đúng tạo, không? não phải là não của sáng tạo, do vậy ấy là cái đặc trưng đấy, cho nên em phải tận dụng thế mạnh này, cái tính sáng tạo đấy. Sáng tạo là gì, tìm ra những giải pháp mới, hoặc là cái mẫu người, con người em phải làm những công việc mang tính chất đặc thù, mang tính chất là cái mang tính chất là riêng có đấy, hoặc là tạo ra những cái gì đó, nó mang tính chất là riêng thì em mới thuận lợi, chứ em mà làm những công việc mang giống như người ta phổ biến ấy là em Rất không có chính lợi xác. thế, em sẽ bị cạnh tranh. Chưa chưa là cái ưu thế của em là tính sáng tạo đấy, không biết là ứng dụng cái sáng tạo trong cái việc gì chưa đấy, sáng tạo rất cao, đúng rồi, sáng tạo. Sáng Sáng tạo các em biết sáng tạo cái gì không? không ạ. Em là sáng tạo ở mặt giải pháp, Giải pháp ạ. Tìm ra giải pháp ạ. có nghĩa là cùng một cái công việc nhưng mà người ta chỉ có một cách làm, nhưng em có nhiều cách khác nhau đấy, nên là sáng tạo của em đấy, cái sáng tạo giải pháp. Cái đấy, sáng tạo này người ta gọi là sáng tạo giải pháp. Cái sáng tạo thứ hai nữa là sáng tạo của em là trong hành động, hành động có nghĩa là con mẫu người, con người mình khó khăn đấy, người khác dừng lại nhưng em biết cách vượt qua đấy, bởi vì không chạy được đường này nó chạy đường khác, chứ chúng mày cứ đứng chứ còn đứng đấy làm cái gì, đúng nhỉ. Đấy, sáng tạo thứ ba của em đây này, cái nhóm này đấy, cái nhóm này âm nhạc và cả mỹ thuật nữa đấy, tất cả cái đám này đặc Âm biệt nhạc nhất mỹ của em là hành động, phong cách của hành động tốt, âm nhạc mỹ thuật, nên ba tố chất này để sáng tạo đấy, thì là cái đặc trưng của tính sáng tạo là một mình sẽ trội ở những cái nhóm này, những công việc gì nó mang yêu đòi hỏi điều cái này là mình cần, giả sử như là làm một huấn luyện viên này đấy. này. Ví dụ cũng là một cái sáng tạo, hoặc là cái khả năng của mẫu người của em là mẫu người cốt đấy, cốt cũng là nhà huấn luyện đấy, em có tố chất của cốt nhà huấn luyện đấy, thì đấy là cái đặc trưng của cái tính cái tố chất này đấy. Cái tai âm nhạc này rất là tốt, nhưng mà không biết nó đã có rèn chưa, bởi vì được cả trùng vân tay mà được cả mật độ tế bào thần kinh, vùng này đang cao nhất này. Em chỉ nghe thôi, biết nghe thôi, còn Đấy thì em khi này em biết nghe thì em làm kinh doanh, nhà kinh doanh âm nhạc đấy, nhà coi như là kinh doanh âm nhạc, hoặc là kinh doanh nhạc cụ, hoặc là gì đấy, hoặc là nhà biên tập đấy, mà nhà biên lại tập không có chuyên môn mà. tất nhiên là những Tại cái vì đó chưa này, bao giờ học. những cái đó này gọi là phải học. Nhưng mà ở đây nó cũng tiết lộ cho em là gì, nếu như em cảm thấy nó căng thẳng mệt mỏi ấy, thì cái cách em tìm đến âm nhạc là cái cách tốt nhất. Đấy, nó cũng có một cái ý nghĩa như thế. Đấy. Nên lúc nào mình căng thẳng, mình mệt mệt ấy. Mẫu người của em thì căng thẳng lắm. Đầu đầu em như này anh biết là căng như dây đàn. Đấy. Đúng rồi. Đấy, cho nên là em hãy tìm đến, em hãy lên nghe nhiều cái nhạc thiền. Nhạc thiền ạ. Nhạc thiền, em phải nghe được cái nhạc thiền thì em mới cảm thấy nó thư thái được. Đấy. Nhạc thiền là nhạc ở tần số sóng thấp. Đấy. Mẫu người của em đặc trưng là não của em là não động, lao động chân tay động đấy, do vậy mà cái nhạc thiền ấy thì nó sẽ giúp em thư giãn tốt hơn đấy. Nhạc thiền hồi trước em hay nghe saxophone thì nhưng mà tông của nó cao ấy, Tông của nó không saxophone nó phải mạnh, em thực ra cái phong cách của em nó có hai chặng, nếu như em muốn nghỉ ngơi ấy thì em phải nghe cái nhạc thiền, tông. còn đâu khi mà em muốn thưởng thức ấy thì em mới nhạc lại nghe nghe nha tông nhạc mạnh đấy, nó có hai cách để em thư giãn. Đấy, một là em lúc nào em mệt thì em phải nghe nhạc nhạc nhạc, nhạc thiền, mà những lúc là em muốn ngẫu hứng cao hứng lên ấy, thì em nghe những bản nhạc mạnh đấy, nhạc có cái mẫu người và cái cách nghe của em là muốn nghe theo chiều sâu, có nghĩa là nghe nghe trói đến tận, coi như làm cho con người mình không thể, nó có thể là nghe xong rồi mình rung rinh rồi lên đấy. Đấy, mẫu người là thích âm thanh của em là thích nghe theo chiều sâu đấy. Cái đặc trưng của cái tai nghe này thì đó là cái não phải nhá, não phải có tính sáng tạo này, não phải có tố chất của lĩnh vực về nghệ thuật đấy. Đấy, tố chất của nghệ thuật là gì, đấy là đàn ca sáo nhị đấy,
lĩnh vực về Đấy, âm càng âm cảm thấy thanh âm nhạc thích thì có tố chất của văn hơn. hóa, người lão tài trội hơn thì người ta gọi là có tố chất của nhà lãnh đạo. Đó. Tố chất của nhà lãnh đạo, Vâng. người chỉ huy. Đấy là những đặc điểm cơ bản của viên chủng lão phải. Mẫu của em thì kết luận là mẫu của lão phải. Đấy. Bởi vì bằng thì nữ giới chắc chắn thì sẽ phải trội ở lão phải. Đấy. Mặc dù vì là bằng. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng tốt là chỗ là nó không bị lệch nhau nhiều lắm. Cho nên là nó không mức Vâng. độ là quá cao. Trường hợp mà nếu nó lệch ra quá cao ấy, ở bên này ấy, thì sẽ xảy ra hiện tượng là cái tính của mình sẽ rất là nóng. Nóng tính. Ừ. Bởi vì bán cầu lão phải là đặc trưng của tính dương, bán bán lão trái là tính âm, mà lão phải nó cao quá nó sẽ là người nóng tính. Thì đấy là cái đặc điểm của lão trái và lão phải. Đấy, thì mình là em lắm những đặc thù đấy mới biết tận dụng những cái thế mạnh của mình. Đấy. Vâng. Còn tiếp đến này, để hai hai bán cầu lão nhá. Đấy. Vâng. Tiếp đến này, đến gọi mình phân tích cái chỉ số này rồi. Óc lăng động và óc phân tích. Đấy. Trong trường hợp này thì nó chỉ rằng cho em mẫu người là mẫu người có óc phân tích. Đúng Phân rồi. tích Phân tích 51,3. Đấy, lăng động của em là 48,7. Chỉ số TFRC của em tương đối tốt, 112. Người bình thường chỉ có đây là chỉ số 80 gì thôi. Những cái người trung bình là 80 thôi, các em nhận thức là 112, như vậy là năng lực các em nhận thức rất nhanh. TR, à, cái chỉ số đấy là chỉ số nhận thức à? FRC là cái TFRC là khả năng nhận cái tốc độ nhận thức, nhận thông tin, xử lý thông tin, tốc độ xử lý nhận và xử lý thông tin. Đó. Nó giống như là chúng ta có một cái xe ô tô ấy, nếu mà nó đi vào có một đường cao tốc lớn ấy, thì nó sẽ chạy được nhanh. Ừ. Thì cái mẫu người này của em là TFRC này là cao, TFRC là tổng mật độ đường vân. Đấy, thì cái này là nó là 112 là cao. Đấy, như vậy là cái Đi băng thông bộ của em là lớn, băng thông là băng thông lớn. Hoặc là cái dây thần và kinh của em là cái dây thần kinh sợi to. Đấy, nếu mà mổ đầu ra thì cái dây thần kinh nó rất là to. là Đấy. Ý nghĩa tám của mươi nó là như vậy. hả anh? Thì cái thông tin này nó có ý nghĩa là gì? Em có khả năng hấp thu một cái lượng kiến thức lớn ở một thời gian ngắn. Thấy chưa? Đúng rồi, Đấy, có nghĩa đúng là rồi. người khác thì nghe 10 phút xong là đau choáng đầu lăn quay ra. Đấy, nhưng mà mình thì mình cứ ngồi tiếp tục và nói tiếp để trình bày tiếp để tôi vẫn nghe được. Đấy. Thì hai nữa là em có khả năng hấp thụ được kiến thức nghĩa là tốc độ nhanh. Đấy. Thì đấy là những cái TFRC có ý nghĩa là như vậy. Thế thì giả sử ở đây thì có nghĩa là gì? Mình sẽ tận dụng cái điều này trong vấn đề học tập tiếp thu. Giả sử như là mình có thể dành tập trung một thời gian nào đó để mình giả sử cần phải giải quyết một cái kiến thức nào đó, mình tập trung vào thì nó sẽ xử lý nó nhanh hơn. Đó. Vâng. Hoặc là cái cơ hội, đây là cơ hội học tập của em, học tập. Đó. Mình sẽ dành thời gian nhiều bởi vì khả năng hấp thu của mình tốt, cho nên là mình có khả năng tận dụng cái khả năng đó. Đó. Đấy, giả sử như người học nghĩa là nâng cao cái này, mình tận dụng cái này để nghĩa là chuyển đổi công việc, thay vì những công việc mang tính chất chân tay thì tôi chọn những công việc mang tính chất trí tuệ. Đó. Nhờ là năng lực hấp thu tôi tốt đó thì mình sẽ tận dụng cái điều đó, thì đấy Vâng. là cái TRC. Còn trong trường hợp là óc lăng động và óc phân tích, trong trường hợp này thì anh nghĩ rằng mẫu người của em vẫn là mẫu người có phong cách của hành động hơn đó. Sao thế? Bốn tư cái Cái số trường hợp tư ở nhà đây anh nó mà chỉ như số vậy là óc em phân tích về óc lăng động này này, thì cái mẫu này tâm nếu như mà óc phân tích nó trội hơn ấy, bốn thì thông thường người ta phải cái nghĩ trước rồi đó đi mới làm, xa mà bán mới thực hiện. nhà Đấy. giờ Nhưng anh tôi nghĩ mẫu người mang này của em sẽ là mẫu người ưu bốn tiên hành động trước đấy. trăm mấy rồi về hành Mẫu động trước. Vâng. người của em, mẫu người này của em chính xác là phải ưu tiên hành động trước. Vâng. Cứ làm đi rồi sau đó hãy xem sao. Đấy, cái mẫu người của em Đúng chính xác phong cách này. Đấy. Cho nên là cái phong cách này của em chính xác phải là người năng động. Đấy. Cái ưu thế của người năng động ấy thì nó có một cái điểm hay này, chỗ này này. Nó tạo ra kết quả ngay. Đó. vâng Bởi vì cái quá trình để tạo ra một kết quả nó bắt đầu từ trong tư duy, sau đó ra đến hành động nó mới tạo ra kết quả. Đấy. Mẫu người của em thì mẫu người là gì? Làm phát ra ngay, ăn luôn. Hình động Đấy. Chứ còn nghĩ nghĩ mà không làm thì nó để đấy thì nó cũng chưa ra. Đúng nhỉ? hay làm liều đúng Đúng rồi, phải liều mới có, phải liều thì mới có diều mà chơi chứ. không? Thì đó là cái phong cách này của em này, em nó sẽ thiên về phong cách của năng động. Tại sao anh khẳng định em về kiểu năng động? Bởi vì mẫu người của em là lão phải trội hơn đó.
cộng với hoàn toàn những cái cấu trúc vân tay này, thì mẫu người là sẽ mẫu những cái mẫu người vân tay này là mẫu người ưa mẫu vân tay ưa hành động đó, cho nên là phong cách của em là phong cách năng động đó. Do vậy mà cái những cái công việc nó đòi hỏi tính chất di chuyển, nó đòi hỏi tính chất là gì, nó đòi hỏi cái khả năng, đòi hỏi những cái tiêu hao nhiều năng lượng ấy đó, thì mình sẽ dành mình sẽ là phù hợp đấy, mình sẽ phù hợp đấy, hoặc là cái kiểu làm việc như bọn đàn ông ấy, mình sẽ phù hợp đấy. Thì đấy là óc năng động rồi, thì đấy là cái chỉ số về óc năng động đấy. Ở trong trường hợp này chỉ cần là gì, mỗi người này chỉ cần một lưu ý một chút là khi trước khi hành động ấy, chỉ cần là dừng nó lại một tí, Suy nghĩ. chậm lại một tí thì nó sẽ hiệu quả là cao hơn. Vâng. Hiểu ý anh không? Đấy, bao giờ hành động mà nó có Vâng. tính tính toán hơn hơn một chút, hoặc là nó Tính có cái tính cân nhắc một chút, thì bao giờ cũng vậy, kết quả nó luôn luôn cao hơn. Đấy. Chứ còn Vâng. hành động mà nhanh quá thì nó sẽ thể hiện được là gì? Anh gọi là một lần làm lại hại bằng 3 lần làm đi. Có nghĩa là nó sẽ xảy ra một Chính cái giả sử như mình làm lại một lần rồi sửa cho nó hại, sau đó mình phải mất công sửa chữa vá víu, hoặc là lấy một thằng chồng rồi sau đó mình nghĩ là thằng chồng này nó sai rồi mình muốn lấy thằng khác thì rất là mệt mỏi, đúng nhỉ? Đấy, rồi. rất là mệt mỏi, cho nên cố gắng là gì đó, người ta trong trường hợp này người ta khuyên là gì, lên 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 hãy thận trọng một chút đấy, nên cân nhắc một chút thì nó sẽ đỡ cho cái việc là phải đập phá đi làm lại đấy. Thì em cần cân nhắc cái điều này, cái nghĩa của nó. Thì đấy là năng động phân tích. Còn đây bắt đầu vào tính cách này, còn các vùng tế bào thần kinh của em đây, vùng nào em cao, đôi tai em nhạy nhất này, ngôn ngữ, Tài những chỗ nào em ngôn cao này, tai âm nhạc em cao em này, thấy ngôn ngữ. ngôn ngữ của em cao này, Vâng. vận động cao này, đấy cái vùng này em cao, vận động tinh của em tốt, vận động tinh là cái Vâng. kỹ năng giọng nói, thông minh khuôn mặt, sự khéo léo của bàn tay. Đó. Đấy là bốn cái vùng này nó trội hơn hẳn. Nếu mà những cái công việc gì đặc thù mà tận dụng được bốn cái này thì đó là một trong những cái thế mạnh của em. Đó. Thế mạnh của em nó nằm ở bốn cái vùng này. Đó. Cái tận dụng được bốn bốn cái tố chất đó. Đó. Thế thì bây giờ mình vào phân tích tính cách này. Vân tay đây. Đây vân tay đây, vân tay nào. Đó. Hai vòng Con xoáy. cái. Đấy, ngón cái đầu tiên, ngón cái trái đầu tiên nó đặc trưng cho tính cách giao tiếp, ngón cái bên tay trái. Đấy. Đặc trưng cho tính cách giao tiếp của em này là một người chủ động, cạnh tranh, mạnh mẽ, quyết liệt. Đấy. Đấy. Và đặc trưng này, mẫu người này đặc trưng của phong cách là gì? Người ta gọi là luôn chân luôn tay, không bao giờ ngồi im. Đấy. Hành động coi như là ngồi không yên được. Đấy, từ nãy giờ ngồi và di chuyển hoặc là loay hoay chết chạy hết cho loại ra chỗ kia đấy, tính cách của mỗi người còn năng động đấy, linh hoạt, cạnh tranh. Mỗi người của em phải vào cạnh tranh em mới thể hiện được sức mạnh. Do vậy mẫu người này thì nó phù hợp ở sống ở những thành phố lớn đấy, những thành phố mà đòi hỏi cái đông vui, cái những cái nơi đông vui và những nơi mà đòi hỏi cái yếu tố nghĩa là chứng minh sự vượt trội đấy, thì mình mới cảm thấy có năng lượng và có cái sức hấp dẫn. Đấy, chứ còn cho Vâng. em một một việc mà em bị mất đối thủ là em mất động lực ngay tức. Mẫu người của em mất đối thủ là em gọi là mất phương hướng ngay tức. Đấy. Phải cạnh tranh. Đúng không? Có cho nên cái mẫu người này của em ấy nó gọi là lấy đối thủ hoặc là lấy đối tác bên kia để làm cái động lực để cho mình phấn đấu. Do vậy trong con người em luôn luôn phải có một cái người đồng hành hoặc là có một ai đó, một cái thần tượng nào đó, một cái hình ảnh nào đó để em phấn đấu theo cái điều đó. Đấy, thì nó dễ hơn, chứ còn nếu như em mà không có một đối tượng cụ thể nào thì em sẽ xu Tự hướng là em sẽ bị mất phương hướng đấy, là bị mất phương hướng luôn đấy, đấy. Em chính vì thế mà cái con người em cần phải có cái xác định được cái điểm này nha, hoặc là để mà tăng sức vâng. mạnh lên thì em phải đưa vào mình vào cuộc thi đấy, giống như ngày xưa để mà ngồi học mà không có biết là học để thi ấy, em không thích, nhưng mà nếu mà học Đúng. để đợt tới này để thi ấy, thì bắt đầu rất là thích thú, nó sẽ gồm hết cái năng lượng của em vào cái cuộc cạnh tranh này đấy, chứ phải biết tận dụng Vâng. cái đặc điểm này đấy, tính cách này thì ưa cạnh tranh đấy, thích ganh đua đấy, ganh đua nên là tính đặc điểm như thế, thích thể hiện cái được, nghĩa là mình thích được cái người khác coi như là tôn trọng đấy, Chấp nhận thì là thích được người khác coi như là đề cao ấy. đề cao đấy, thích vị trí đấy.
Vâng. cạnh tranh, mà cạnh tranh để tiến lên được vị trí tốt hơn. Đấy, cho nên mỗi người này đúng là thích game lắm. Đấy. Đấy là cái đặc trưng của vị trí giao tiếp. Cái vị trí giao tiếp này được cái là hai tâm ở đây thì nó cũng thể hiện cho một cái tính cách là nó có nghĩa là biết tiến biết lùi. Có cái hay biết tiến biết lùi, không phải là cắm đầu vào mà điêu lao như con thiêu thân. Cũng nghe cũng cũng nhận biết được rằng là nếu như mà làm một cái gì đó nó đến giới hạn nào đó thì mình cũng biết dừng. Cái tính cách của em nó cũng có một đặc điểm đấy nữa. Đấy, có khả năng kết hợp đồng đội được, teamwork, kết hợp đội nhóm tốt. Đấy, cái mẫu người của em là thích là gì? Vào cuộc chiến nhưng mà phải có một cái đội, một cái team thì mình như thế hiệu quả hơn. Như một mình. Cho nên khi mà vào một cái cuộc nào đó thì em hãy biết tận dụng sức mạnh của tập thể. Đấy, nhưng mà cái tính cách này nó là bản tính tự nhiên của em có cái tố chất này. Nhưng mà em nhớ, em chỉ biết là tận dụng, nghĩa là nếu như mà trong một cái công việc nào đó dùng cái tập thể thì cái khả năng chiến thắng của em là cao nhất. Tính cách này của anh gọi ấy, anh theo theo cái cách nghiên cứu riêng của anh gọi là tính cách này là tính cách của bầy sói, con sói ấy. Chiến đấu rất là quyết liệt, mạnh mẽ, tính bản năng rất cao. Đấy. Cái tính bản năng của cái phong cách mẫu của em là tính bản năng rất mạnh. Khi mà đã nhìn thấy ở trong, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy, trong những lúc mà nó ở cái hoàn cảnh khó thì cái bản năng của con người mình rất là mạnh. Đấy. Đấy. Thứ hai là cái bầy sói thì có đặc tính là gì? Đó là có khả năng kết hợp với nhóm. Thứ ba là gì? Nó có khả năng kiên nhẫn. Đấy. Chờ đợi một cái mục tiêu nào đó, giống như chờ đợi con mồi. Đấy, để mà nếu như mà đúng thời điểm, giống như nó cái con sói nó săn mồi, nó em biết cái con sói săn mồi kiểu gì không? Nó chờ cho con mồi ăn no không di chuyển được, đấy, lúc đấy nó mới ra tấn công. Thế là nó biết 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 người là biết, người ta gọi là biết chờ thời. Ừ. Đấy là đặc trưng tính cách này. Thì đặc về tính cách này giao tiếp ấy thì là thế này, mà phong cách của em ấy là phong cách ra quyết định dựa trên cơ thể, cái cách ra quyết định của em là dựa trên cơ sở so sánh. Ừ. So sánh có nghĩa là giải quyết một cái gì đó thì phải thu thập được ít nhất hai phương án thì mới ra quyết định được. Cái nào hư thì mới chọn đúng Ừ. Thì phong cách của em là dùng phương pháp là so sánh để sau đó mới đưa ra sự lựa chọn. Đấy. Thì đấy là cái cách ra quyết định của em. Còn trong hành động của em là người nhanh nhanh mạnh và táo bạo. Đấy. Không làm này thôi nhưng mà đã làm là quét sạch, quét bay đi luôn đấy. Đấy, cái phong cách hành động, không cái cách điều khiển đấy là nhanh mạnh táo bạo. Đó. Đặc tính cách này thì có một số cái nhược điểm lưu ý về bệnh dạ dày. Đó. Nghĩ nhiều, ăn nhanh, đặc tính của em là ăn nhanh nghĩ nhiều cho nên là dính vào dạ dày thì chắc chắn rồi nha. Tại sao nguyên nhân dính vào dạ dày? Ăn vội. Đó. Ăn vội đúng Ăn vội là một, hai nữa ăn nhưng mà trong đầu nghĩ đến cái khác nha. Ăn vội ăn nhanh, hai nữa là mồm thì ăn nhưng mà đầu vẫn làm việc không? khác. Đấy, cho nên là chắc chắn là sẽ dính về dạ dày, tiêu hóa. Đấy, muốn giải quyết cái bệnh đó thì điều khiển ngay hai cái tật này đi. Ăn chỉ để ăn thôi, không nghĩ nữa, không xem tivi, không nói chuyện. Đấy, Không làm gì đấy. ăn xong thì lại dành thời gian nghỉ ngơi chứ đừng có ăn xong phát là tiếc thời gian. Đấy, lao bổ vào công việc. Đấy, rồi cuối cùng lại mang tiền đi làm việc để kiếm Nghĩa tiền, sau lại mang bác tiền và đưa cho bác sĩ, đấy, trong khi đó lại rước một cái thân gọi là bệnh tật vào thì thế đến là mệt mỏi. Đấy. Vâng. Đấy, cho nên là cái đấy là một lưu ý. Cái tính cách này ấy thì cái tính bản năng của em rất là mạnh đấy, nên là nó gọi là tính đào hoa của em mạnh đấy. Đấy, nên là Đúng em cũng phải biết coi như là tiêu hao bớt năng lượng của mình đi để nó đỡ vất vả cái vấn đề đó. Đấy. Tính bản năng của em trong rồi. cái tính 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 gọi là tính đào hoa cũng cao đấy, do vậy mà cần phải biết xả năng lượng mình vào một số thứ khác nữa. Đấy. Kiểu gì ấy? Chứ không là con người mình nó cứ rừng rực lên là cũng rất là mệt mỏi đấy. Đó. Thì đó là cái vị trí là một nha. Vâng. Đấy. Sang đến vị trí kiểm soát này. Vị trí kiểm soát ở ngón tay cái bên trái. À, tay bên phải, Vâng. tay bên phải, Em tay bên phải thì đây là một cái tâm dài. Đấy, mẫu người của em là rất lý trí. Đấy, làm cái gì là theo đuổi đến cùng, một cái hoa tay này đó, rất là lý trí, làm là theo đuổi đến cùng, tập trung chiến đấu quyết liệt. Thế thì cách này đấy. Kiểm soát thì chặt chẽ, vị trí này nó có tính chất kiểm soát cho nên cái cách sử dụng tiền bạc chi tiêu nguồn lực của em là rất là tập trung, rất là tốt. Thứ hai nữa là cái tính chặt chẽ chi tiết đấy. Nhưng mà bị một cái tật, biết tật gì không?
Thật gì anh? cảm xúc chi phối. Mua hơi cảm hứng á. Người ta gọi là kiếm củi 35 đốt 1 giờ. Đó. Đúng rồi. Có nghĩa là kiếm bao nhiêu tiền đến lúc một lúc nào ngẫu hứng là cũng dám bỏ ra Tư chơi duy là sạch. tiêu hết À. rồi. Đấy, đấy là cái tật tật của mình đó. Người ta gọi là đấy là cái tật này. Đấy, chứ còn hàng ngày lúc em tỉnh táo ấy thì rất là chính xác chi tiết. Đấy, nhưng mà dù đi đâu Đúng đi rồi. chơi đi đi được làm hoặc là có một cái chất kích thích Đúng trong người khi sướng lên là sẵn sàng để đấy hết cho rồi. chị lo hết cho chúng mày. Đó. Thì đấy là cái phong cách của tính cách của người này, thì đấy là cái người ta gọi là hàng ngày lúc tỉnh táo rất là chặt chẽ chi tiết và chính xác. Đấy. Thứ hai nữa là nhưng mà khi mà chi tiêu ấy, cho nên là khi mà chi tiêu mà đặc biệt như lúc cảm xúc mình lên ấy là lại không thông minh nhá. Chi sạch mà. Đi là thông minh mà hoặc là em đầu tư em thích một cái gì đó em có xu hướng là gì tất tay đấy, có nghĩa là gì xuống tiền chơi hết Chơi đó. đây, chơi hết rồi. Đúng rồi, Khô máu cô máu đấy, mẫu người của em khi mà đã máu lên là cả cháu thì cũng cho đi hết đó. luôn. Đấy là đặc trưng cái đặc điểm này, cho nên là cái cho nên là ở trong cái vấn đề này thì em cần kiểm soát cảm xúc nha. Kiểm soát cảm xúc là như thế Vâng. nào? Những lúc nóng giận không nên ra quyết định, đó là một. Hai đấy là các chất kích thích. Thứ hai, thứ ba đấy là gì? Trước đám đông tung hô, đề phòng với những lời lịnh lọt, những cái lời mật ngọt, chưa? Đấy. Em phải kể đề phòng mấy cái trường hợp đó. Đấy. Lúc tỉnh táo của mình rất là ngon, nhưng mà mình thì không ngon trong cái lúc mà nó gọi là phê pha là không ngon. Đấy, thì đấy đặc trưng này. Ở đây thì được cái là của em rất là lý trí, tính cách này của em lý trí, có nghĩa là làm cái gì không làm thôi, nhưng mà được cái là đã xác định làm là theo đuổi đến cùng. Đấy. Đấy, trung thành. Đấy, đặc trưng ở vị trí này. Đấy là vị trí kiểm soát. Đấy là cái vị trí này nó cho biết là mình cái cách cô này kiểm soát sức khỏe, nguồn lực như thế nào. Đó. Thì đấy là vị trí kiểm soát. Sang vị trí tư duy này. Tư duy định hướng. Vậy. Đây là một cái mẫu vân tay hai tâm. Do vậy cái con người này của em ấy thì tư duy này là tư duy nhanh. Đấy. Và cái tư duy của em là hướng đến kết quả, làm cái gì thì làm, nhưng phải có lợi thì tao mới làm. Hoặc là phải Kết rõ ràng quả cái thì mục đích thì tao mới làm. Nha. quả Tức là chúng mày vâng. không phải làm cái kiểu dạng như là đi 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 gọi là làm công ích gì gì đó thì thôi. Đấy. Mẫu người này là mẫu người hướng đến kết quả, tư duy là tư duy hướng đến kết quả. Đấy. Đấy là đặc trưng mẫu người của em. Hai nữa là đặc trưng của vấn đề là cấu trúc hai tâm. Cái phong cách của em ấy thì là cái tư duy này này nó gọi là tư duy, nó gọi là tư duy giải pháp. Đấy. Tư duy giải pháp nghĩa là tìm ra nhiều cái phương án khác nhau. Và mẫu người này là đặc trưng tính cách của em là thích trao đổi nhé. Cho nên mẫu phong nếu mà nói về cái nghề của em là phù hợp với nghề kinh doanh đấy, thích trao đổi hoặc là truyền thông. Đấy. Mẫu người rất là thích trao đổi truyền thông. Cái đặc tính cái nhiệm vụ cuộc đời của em ấy là trao đổi thông tin, đấy, trao đổi với nhau, đấy, sứ mệnh của em đấy. Đấy, làm tất cả Rồi. những công việc gì mang tính chất là trao đổi, đấy là Trao phù đổi. hợp, ừ. Đấy, truyền thông tin rồi buôn bán kinh doanh sản phẩm rồi là nghề quảng bá hoặc là vận tải, phân phối, đấy, hoặc là tính chất phân phối, đấy cũng là cái nghề gọi là nghề nghề phân bổ. Như vậy cái nhiệm vụ của em là gì? Phân tán nó ra, phát nó đi. Đấy. Đó là bởi vì mẫu người của mình là giàu năng lượng. Đấy. Nên là cái đông con là mành mai. Con cái là một yếu tố may mắn của em. Đấy. Rồi tiếp đến ở tư duy logic này, cũng là vân tay hai tâm, nhanh chính xác. Đấy. Tư duy này, lập luận rõ ràng, chi tiết chính xác. Ở tư duy này, như vậy cả hai bên tư duy là tư duy nhanh. Tư duy này thì nó một đặc sản của tư duy này, đó là tư duy so sánh. Tư duy so sánh luôn luôn là trong đầu nghĩ là phải có hai ba phương án. Đặc trưng này em sẽ bị một hiện tượng, em sẽ đôi khi em sẽ bị một cái hiện tượng như này là hay rất dễ bị hoang mang, mất kết nối. Tân Đấy. Đôi khi em cảm giác như là không biết. Đấy. Rồi mình sẽ đi đến đâu? Đấy. Đấy là một đặc trưng này. Người ta gọi là hay bị hoang mang nếu như một cái niềm tin nào đó hoặc là một cái điểm gì đó mà em gặp thất bại. Em sẽ bị hiện tượng này mất kết nối, anh gọi là mất kết nối. Mất kết nối có nghĩa là gì? Mất cái mốc,
mất cái dấu, được chưa? Đó. Do vậy là cái mẫu cái mốc của em là cái gì, cái dấu của em cái gì đấy, em phải luôn luôn là gì biết rõ ràng nó đang ở Một đâu và đừng để nó mất đấy. Bây giờ biết cái dấu của mình là cái gì chưa, chưa biết mốc của mình là đang gì hoang mang ạ, hả? đang hoang mang mất dấu rồi anh Đúng rồi, ạ. cái dấu của mình là gì, dấu ấy của mình là gì, đấy là mục tiêu cuộc đời của mình. Vâng, Giờ đã biết mục tiêu của mình là gì chưa? chưa anh ạ, em đang đi tìm. Đó. Vâng. Cái thực ra cái mục tiêu cuộc đời, cái mẫu người này của em thì thực ra cái mẫu phong cách này thì nó là cái, nó có mấy cái vấn đề. Một, nó là cái, thực ra nó là sự nghiệp. Thế là cái gì đâu, Đúng rồi. mẫu người này của em là mẫu người sự nghiệp, lấy cái công việc làm chính. Đó. Đấy, nhưng mà cái đó, cái sự nghiệp ấy thì em nên nhớ rằng nó ở bên ngoài mình, đúng nhỉ? Vâng. Đấy. Do vậy ấy, thì em phải cần phải tìm thấy một cái thứ gì bên trong nữa đi, để cho nó trụ lại. Đấy. Cho nó cân bằng ạ. Cho nó mình cứ là mình biết mình làm, nhưng mà giả sử như sự nghiệp, anh hỏi tiếp, nếu như em đạt được sự nghiệp thì điều gì em sẽ làm tiếp sau đó nữa? Sự nghiệp xong rồi đến gia đình con cái rồi anh. Đấy, con cái, bây giờ là con cái đúng nhỉ? Thực ra phụ Vâng. nữ ấy, thì nếu mà phụ nữ thì nói chung là chồng hay đàn ông hay đàn bà cũng vậy, nhưng mà riêng với phụ nữ thì gần như là dành cho con cái, Đúng rồi. đúng không? Đấy. Vâng. Con cái là một phần này, sau đó cũng nếu mà em nghĩ được sâu hơn nữa thì bắt đầu là người ta gọi là đầu tư vào cái thế giới tâm tâm linh, tâm tình cảm của mình, thì cái thế giới này nó Vâng. em sẽ đi tục qua tiếp các thế giới khác nữa, bởi vì nếu em cũng phải đầu tư vào đó nữa đấy. Như vậy để sâu hơn nữa thì em cần phải có thêm cho mình một cái vấn đề nữa để em trụ lại, đó là cái đời sống, một đời sống nữa là đời sống người ta gọi là đời sống về tâm linh đấy. Em phải Vâng. một là lo cho con sau sự nghiệp, hai nữa là mình phải có cái đầu tư tâm linh cho mình. Cái đời sống tâm linh ở đây là gì, có nghĩa là cái những cái mẫu người lão phải bên này ấy, thì họ lại hay bị hoang mang, họ bị mất phương hướng, chính vì thế họ cần phải có một cái đời sống tâm hồn nữa để họ nhận biết được mình. Đó. Cho nên là cái đấy là hai mục tiêu dài nhất trong cuộc đời. Cái đời sống tâm linh ấy thì chẳng chẳng qua là gì, mình giống như là mình có một cái tín ngưỡng, thực chất là có một cái tín ngưỡng nhá. Thì tin vâng. Và bởi vì cái tín ngưỡng này nó là cái mục tiêu dẫn đường, chứ không nếu em đôi khi giả sử như là có công việc ấy thì em biết rồi, cũng có thể lúc mình thành công nhưng mà cũng có thể lúc thất bại, đúng không nhỉ? Đấy. Thành công Vâng. thì mình vui rồi nhưng mà thất bại thì sao? Đúng không? Đấy, mẫu thất bại thì đôi khi nó làm cho mình cảm giác nó như là mình mà mất toàn bộ ấy. Mà con người mà sống trên một cuộc đời thì cái gì là quan trọng? Đấy. Danh vọng thì có phải là cái thứ mình mang được đi không? Không. Đấy. Đấy, tiền bạc có cầm đi được không? Chưa chắc có cầm đi được đâu. Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì bây giờ cái gì mang đi được? Đấy. Nó chỉ còn một thứ duy nhất thôi. Nếu mà nói về tâm lý sâu ấy thì người ta gọi là sinh linh đấy. Nó bị suy xuyên suốt được nhiều đời, cũng như anh đọc được tính cách của em này, này là ngay cả đến nếu mà khoảng tầm 30 năm trước anh đã đọc được tính cách này của em rồi. Đó. Cho nên phải đầu tư và đầu Vâng. tư cái đó. Đó. Thì đấy là cái mà em phải giải quyết được, em phải cần có một cái nghe phải cắm cho mình những cái mốc nha. Để mình không bị kết lỗi. Đấy. Vâng. Đấy là đặc trưng. Còn tư duy là nhanh rồi, tư duy của em là tư duy nhanh, em có khả năng logic rất tốt đấy, tính toán chi tiết, khả năng tốc độ về logic cao, đấy là cái mẫu người này. Cho nên là tại sao rất hợp với những cái lĩnh vực về khoa học đấy, khoa học, nhưng mà con gái làm khoa học thì hơi vất vả. Nhưng túm lại là gì, Đúng nó chỉ là giỏi về logic thì em chỉ tập trung vào con số thôi, kinh doanh buôn bán đấy. Chứ còn vâng. con gái mà nhảy vào khoa học thì anh nói thật sự là, bởi vì Bắt con gái đầu. cái tư duy của khoa học nên là tư duy sâu, tư duy trừu tượng đấy. Thì em chỉ dành cho cái đầu của em thì vào một chút sang cái thế giới gọi là tín ngưỡng thôi, thì để em có cái chỗ là gọi là xả năng lượng đấy. Đấy là em cần cái chỗ đó. Thì đấy, tư duy của em là nhanh này, hành động này, hành động của em là khả năng làm việc kết hợp nhóm có tốt, hành động là nhanh đấy, khi hành động ấy nhanh dứt khoát, nhanh, khả năng kết hợp teamwork tốt, hai tâm mà rất là năng động và linh hoạt. Đây là này.
trong cái cách hành động tổ chức công việc. Đó. Có khả năng em có một cái tài là biết tận dụng được sức mạnh của người khác, nghĩa là biết sử dụng sức mạnh đòn bẩy bên ngoài, đó. Cũng như là biết sử dụng sức mạnh tập thể ở cái hành động này, đó. Cái cách vận động tinh của em này, đó. Mẫu người này thì em nói rất là hùng hồn mạnh mẽ, đó. Chính xác, đấy. Cách nói này, đó. Thể hiện giọng nói này mạnh, rõ ràng, dứt khoát, đấy. Cái cách nói năng của em, ấy. Cho nên cái cách này thì có tố chất của nhà truyền cảm xúc. Đấy, truyền cảm hứng đấy, giống như đứa nào mà lơ mơ còn bóng mờ ấy, còn coi như là còn bâng quơ ấy, gặp phượng nói cho ba câu thì thủng hết nùng nhằng đấy, thì cái đấy nó thể hiện là hai cái yếu tố, một là cái năng lượng, cái giọng nói của em ấy rất là mạnh đấy, làm cho người ta tỉnh ngủ, làm cho người ta tỉnh thức đấy. Em có tố chất này thuyết phục đấy không anh? Thuyết phục. Thực ra cái con người, các con người em là giàu năng lượng cao, cộng với nó thể hiện là giọng nói của em ấy, nói to, rõ ràng, mạnh mẽ. Đấy. Do vậy mà cái tố chất này nó cũng rất nằm trong cái, nó cũng là cái như vậy, cái mẫu người của em nó cũng có ảnh hưởng cho người khác ở cái giọng nói đấy. Vâng. Đấy. Tiếp đến là tai nghe này, tập trung chính xác chi tiết. Đấy, tai nghe của em này. Đấy, hoàn thành một tâm. Cho nên là cái cách nghe của em là tập trung và trọng tâm trước. Tập trung vào cái nhiệm vụ trước. Đấy. Đấy là cái cách nghe của em. Đấy. Sau đó trình bày giải thích sau. Có nghe tôi mới, anh làm việc này, anh đồng ý tôi mới nói tiếp, không thì thôi. Mất thời gian của tôi. Đấy. Thì cái mẫu người của em là tập trung vào trọng tâm trước, sau đó mới trình bày sau. Cái thứ hai nữa là của em, cái tính cách của em nghe là tập trung vào tính chi tiết. Tập trung vào chi tiết. Đấy. Có điểm nhấn, đặc điểm này thôi. Cố gắng nghe để hiểu xong thôi. Đấy là đặc điểm. Đấy. Cái tai này cũng vậy, một tâm, ngôn ngữ cũng vậy. Mẫu người này thì thích nghe tình cảm, vì tính cách của mình là đông, mình cần nghe một cái giọng nhẹ nhàng. Đấy. Nhưng mà cái giọng ở đây, cái cách nghe của em cũng phải là nghe một cái gì đó nó mạnh mẽ. Đấy. Cho nên mẫu người này cũng là thích nghe nhạc mạnh đấy. Tai của em là thích cái cảm giác là cái tần số âm thanh ấy, nó phải là tần số cao đấy. Đấy. Ở đây thì xuất hiện một hiện tượng, cái tai này nó hơi bảo thủ nhá. Những cái gì khác mình là không đồng ý đâu. Được chưa? Hoặc là đứa khác có ý là chê mình phát là không nghe tiếp đâu. Đấy. Đầu tiên là phải giống tao đã. Cái đặc trưng của em ấy, đặc trưng phải giống tôi đã thì tôi mới nghe. Đấy là một đặc điểm. Cái thứ hai này muốn thuyết phục em ấy là gì, phải khen trước. Đấy, chỉ có được khen thôi, cấm được chê. Đấy, khen thôi thì mình được, thì may ra con cửa lọt, như vậy để mà lọt qua tay em có hai cách đấy. Cái thứ ba nữa là gì, cách thứ ba nữa khổ sở hơn, phải có quá trình. Đấy, nếu như anh nói kiểu bình thường anh phải có quá trình thì mới thuyết phục tôi, không phải là anh đến anh nói tôi một câu là tôi đổ anh luôn, không có chuyện đó nhá. Đấy. Đấy thì phải trải qua một quá trình thì em mới hấp thu. Nên ở tai này thì nó cũng có đặc điểm là gì, nếu như mà cái gì đó người ta gọi là bảo thủ, với bảo thủ là gì, nghĩa là mình có chính kiến, mình có quan điểm, cho nên là thông thường để thuyết phục được mình không phải là nói một cái là ăn ngay được. Đấy. Thế cách này, nhưng ở đây chỉ lưu ý thôi, đôi khi phải cập nhật thông tin lên nhá. Hai cái tai một tâm này là thông thường chỉ có cái gì giống mình thì mới ghi nhận, chứ còn khác một tí là thôi đấy. Chê luôn, bỏ, từ chối ngay. Đấy. Cho nên là em chỉ cần cái lưu ý là nghĩa là cần phải nghe hai chiều. Mẫu người của em có khi là vì một cái lời lịnh nọt nào đó, khi là chết ruồi đấy, mật ngọt chết ruồi đấy, nghe một chiều. Đấy. Cho nên là cần phải nghe cả cái phương án so sánh nữa. Tư duy của em thì so sánh, nhưng mà cái nghe của em để nghe tập trung vào một chiều. Đấy. Một chiều. Đấy. Đấy là cái đặc trưng. Còn cái mắt này, hay thường dùng mắt này, mắt thì là quan sát nhanh, mắt bên này được cái là tính bao quát, có tính bao quát nhận thức, có tầm bao quát nhanh, có quan khả năng quan sát nhanh được, đấy, tiếp thu rất là nhanh. Cái mắt bao quát bên này, đấy, đặc trưng ở cái vị trí bên này L5, đấy, có khả năng đánh giá dựa trên cái cách nhìn nhận của em này, dựa trên sự so sánh, lại một lần nữa nó lặp lại sự so sánh ở đây. Đấy, còn độ cái mắt chi tiết của em rất là tốt, đánh giá về độ chi tiết của em thì là rất là tốt này. Tập trung vào tính chi tiết, ước lượng khoảng cách, độ chi tiết của em thì là cao. Nhưng mà cái mắt này là gì? Vừa có bao quát mà vừa có chi tiết. Đấy. Còn riêng cái tai của em thì tập trung vào chi tiết hơn.
cái cách nghe ở tai, tập trung vào tính chi tiết. Đấy, còn mắt của em là có bao quát mà có chi tiết. Đấy, đặc trưng này. Cái mắt ở bên bên mắt bên phải của em, cái mật độ thần kinh nó không nhiều. Đấy, do vậy hiện tượng này nó sẽ xảy ra hiện tượng lệch hai bên mắt. Đấy. Cái mật độ tế bào thần kinh ở vùng 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 mắt bên phải nó sẽ không cao. Đấy là đặc điểm này. Thì đấy là cái bài nhận xét tính cách của Phượng nha. Bây giờ đi vào kết luận. Đấy. Phượng sẽ làm nghề gì? Tôi yêu. Đấy. Phượng sẽ làm nghề gì? Ở đây ấy, thì phong cách này thì thực ra thì em ở lĩnh vực có mấy cái lĩnh vực. Nếu như mà nó gọi là lĩnh vực về truyền thông, marketing. Đấy là một thứ. Ở đây thì cái đặc điểm này của em lại 10 hoa tay này. Thì phong cách của em nó lại bắt đầu có tính biến thể. Này là cái mẫu người là lao lực cống hiến. À, không phải là vì mình đâu. Rất cạnh tranh, rất là chặt chẽ nhưng lại không phải mình. À, bắt đầu nó có biến thể. Cả cuộc đời phấn đấu, sự nghiệp, cái công danh, cái tiền bạc cuối cùng là tôi chỉ ăn thế thôi, ngủ thế thôi chứ có tôi có giữ hết được đâu. À, nó lại chuyển sang thể cống hiến. À, tính cách của em như vậy. Đấy, cho nên mẫu người của em này cũng là được nhiều người quý. Đặc biệt người thân. Cho nên cái thứ cho nên cái thứ mà em sống được ấy là đó là phải có cộng đồng nha, cô nha. Vâng. Cho nên em phải tập trung vào làm cái cộng đồng của em, mẫu người này là vì mẫu người là cũng vì cống hiến đấy chứ không phải là ích kỷ cá nhân. Đấy, thông thường nếu nó một vài cái hoa tay thôi thì nó sẽ tính ích kỷ. Đấy. Nhưng mà đây là của em này mời được 10 cái vị trí này cho nó lại biển nó gọi là người ta gọi là có tính biến đổi. Đấy. Như vậy là cái mẫu người của em là vì cộng đồng, vì xã hội, vì tập thể. Đấy. Để mà em thành đạt được thì đấy là em xây dựng cái cộng đồng, cái tính quốc. Nên tố chất của em là tố chất người truyền thông. Đấy, có khả năng truyền thông, truyền đạt hoặc là làm ở lĩnh vực những cái khối ngành, những cái sản phẩm ở lĩnh vực về media, những sản phẩm về giải trí, những sản phẩm về marketing, thì đó là những cái công việc phù hợp. Đấy, hoặc là em có một tố chất nữa làm ở những lĩnh vực về mang tính chất là những cái ngành về dược. Đấy, là phù hợp dược và hóa chất. Dược à? Ừ. Dược trước là em thích hóa chất thôi. Hóa chất. Đấy, bởi vì đặc trưng của tính cách này nó có đặc điểm là tính hóa, tính biến đổi. Đấy, do vậy mẫu người của em có duyên với nhóm ngành về hóa chất. Đấy, về ngành hóa chắc chắn ngày xưa học là hóa giỏi đúng không? Hóa giỏi nhất ạ. Đúng rồi, đấy, cho nên là về những cái ngành hóa vật dược liệu các thứ đấy, dược liệu. Đấy, cho nên là cái thứ đó là cái thứ em mạnh, cho nên là em có duyên với việc này, em làm đúng duyên ấy thì em rất là mạnh. Hiện nay bây giờ em đang làm cái việc gì? Em đang ở nhà trông con anh ạ. Đấy, học, em học cái gì ra? Em học thương mại quốc tế. Thương mại quốc tế à? Vâng. Thì bây giờ là kết hợp hai thứ, truyền thông cộng với cả sản phẩm của nó là hóa dược. Hóa dược à? Ừ. Còn mình là làm marketing. Marketing trong hóa dược. Ừ. Có mấy cháu rồi? Em có hai ạ. Cưới chồng lâu chưa? Em lấy chồng được 6 năm rồi. Ừ. Mẫu người này có vâng. Em cũng bảo về tình cảm đấy. Vợ chồng đấy, quan hệ vợ chồng đấy. Chuẩn quá rồi ạ. Mũi to kia thì ngon rồi. Có lọc rồi. Có lọc chưa thấy lọc đâu bác ạ. Mũi to thì có hai cái lọc chắc chắn. Hoặc là phải rất giàu. Hoặc là sống rất thọ. Đấy. Đấy. Giàu có nhiều thì thọ sẽ bị giảm. Đấy. Mà không, thọ nhiều không giàu được ấy. Không giàu được ấy thì rất là thọ. Đấy. Hai cái quy tắc này nó đánh chéo sang với nhau. Đấy. Thì đấy là hai cái quy tắc. Em đang muốn làm mũi thì có mất lọc không nhỉ anh nhỉ? Cái gì em? Em mà làm mũi thì có mất lọc không nhỉ? Em không nên làm. Em xấu quá. Đang muốn đi làm nhưng mà sợ mất lọc. Đúng rồi. Thực ra thì ở đây thì không có liên quan đến lọc với lá ở cái mũi đâu. Em làm hay làm nó chỉ có ý nghĩa về mặt gọi là về mặt thể hình thôi, chứ còn bây giờ nếu mà phải như thế này nó mới là nó thay đổi này. Nếu như cái nhân tướng của em ấy nó tự động cái gồm lên cao hoặc là tự nó tụt xuống ấy. Đấy.
thì nó mới ảnh Đấy mới hưởng. là thay đổi. Đúng rồi, À. còn mấy cái thứ đắp vào dai giống như bây giờ mình thì cái đó nó đâu có ảnh hưởng đến phong thủy đâu. À thế hả? Không, Là thoải mái thôi. không có ảnh hưởng gì hết. À. Chẳng qua là em đắp lên thì thầy tướng không xem được, không được xem Không được chính xác. Đó, xem được nguyên bản nó như thế nào chính xác, đúng rồi. Thế thôi chứ còn nó có ảnh hưởng là nhiều người bị mấy cái ông mấy cái bên 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 viện mỹ thẩm mỹ nó bảo là ui giời cái mũi này mà làm ăn thế này thì có mất hết tiền bạc, nhưng mà có phải thế đâu, cả cái đắp cao lên nó vẫn mất như bình thường, có giải quyết được đâu, mà chắc chắn mất luôn rồi, đi thẩm mỹ là mất tiền luôn là chắc chắn rồi. rồi. Ừ, chắc Đấy chắn. là mất đầu tiên đúng không? Ừ, cái đấy mất đầu tiên. Nên mà sau đó em biết là mũi mũi thì ghi là thẩm mỹ rồi nó phải đi theo suốt chứ có phải là làm một lần là ăn được đâu, Đúng rồi. đúng không? Lại còn phải thuốc chống bao nhiêu cái thứ chống Các chống kháng thể, kiểu đúng à, chống 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 kháng nữa. không? Chúng sóc trong các kiểu đúng không? Ừ. Đó. Cách tốt nhất ấy, người ta thay 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 tướng ấy, người ta đổi tâm chứ không ai, người ta đổi đổi tâm mới là cách thay thay đổi đổi tướng chuẩn, hiểu chưa? Đúng rồi. Chứ còn đổi tâm thì mới nó mới thay tướng, chứ còn bây giờ mà da mà cứ mà nhăn nám nám này cứ đi 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 đốt mới đi sạm, nó vẫn bị, bởi vì cái nguyên nhân nó từ trong gan nó ra, tính tính trong gan là do tính nóng đấy, hỏa nó bốc lên thì nó phải phát ra ngoài chứ đấy, thế mà cứ đi chữa như cái đấy mà chữa muôn đời Đúng rồi. đấy. Nhưng mà nếu như ăn uống chỉ cần điều tiết chuyển sang rau ăn nó mát, đồ mát đi, rồi là hai nữa là gì, cái tâm cho nó tĩnh đi thì tự dưng nó sẽ thoát thế thôi. Nhiều người là cứ phải Vâng. đi đốt mới đi cạo mới đi đủ các liệu trình, cuối cùng là cả đời Nó nuôi mấy cái đứa gọi vẫn là mỹ phẩm thế, đó. Thì đấy là cái đời này, cái loại hình thông minh của em những loại gì trội này, em là IQ tốt rồi, đúng rồi, IQ tốt IQ. 11,85 này, thông minh về logic đấy, đây là thông minh sáng tạo này. Thực ra cái sáng tạo này của em là trong những ngành ngành hóa dược thì đúng là chuẩn luôn rồi, tất cả những cái gì mang tính chất chuyển hóa, cho nên là những cái nhóm ngành dược hóa dầu rồi những cái ngành mà nó gọi là ngành 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 hoặc là dược liệu ấy đấy, em phải làm những ngành dược liệu các thứ thì nó tốt. IQ của em là thông minh trực giác tốt đấy, khả năng phán đoán cảm nhận tốt, nhạy não phải mà trực quan tốt đấy, thông minh trực quan đấy, giải trí được này, có thể làm lĩnh vực media giải trí được, marketing đấy, đấy là bốn cái loại này em làm được đấy. Nhưng mà em làm quản lý thì lại khác đấy nha, chưa phải là xuất sắc đâu nha, em phải có người bổ trợ cho em, mặc dù vị trí quản lý em rất tốt nhưng mà cái 10 vị trí kia nó lại khác rồi đấy. Do vậy mà cái có một cái người, em phải có một người bạn thân để làm gì, em muốn xông lên thì nó sẽ lấy cái dây thừng nó giật mũi em lại. Đấy. Những cái đứa nào hay cản trở Tóm em gọn thì nó là quản lý em tốt. Đấy. Em phải bổ trợ, nếu như sau này có giàu lên ấy, thì chắc chắn là khả năng em giàu rất là cao. Nên là lại phải chuẩn bị cho mình một người quản lý nữa. Thì đấy là thì đó cái bảo định hướng. không có tiền, xem Hả? đường chỉ thị của em bảo em không có tiền. Được chỉ thị không có tiền à? Vâng, xem đường chỉ tay bảo là không có tiền, chắc nghèo. Thoát nghèo à? Vâng. Nhưng không có tiền nhưng không phải là không bị nghèo Không biết là có nghèo không ạ, đúng không? nhưng mà bảo là không có tiền thôi ạ. Ừ. Thực ra không phải không có tiền đâu, mà chẳng qua cái mẫu người của em ấy nó gọi là không phải là không có tiền, mà gọi là gọi là giống như là người ta gọi là không tích lũy được tiền. Tích lũy tức là làm đâu ăn hết đến đấy đúng không ạ? Ừ, có nghĩa là có cái gì thì chơi cái đó đã đấy, Đúng. chứ còn đừng có bảo là, chứ còn kiếm được là kiếm, em lại cũng kiếm được bởi vì tính cách của em chủ động rồi, nhưng chỉ khác cái chỗ là gì, giống như cái một cái dòng tiền nó đi qua cửa nhà em, nó luôn luôn đi qua cửa nhà mình Đi thôi, luôn. đúng rồi, chứ còn mình bảo mình chặn lại mình giữ lại nó để cho nó không được chạy Có nữa tiếng ạ. thì nó không phải như vậy đấy. Hoặc là giống như bây giờ nhà mình là tổ chức một công ty kinh doanh ấy, lúc nào cũng có tiền ra tiền vào đấy, thì mình dùng cái đấy mình chi tiêu thôi, chứ còn bây giờ mà bảo là gì muốn muốn có tiền gì dừng hết kinh doanh lại. Đấy. Nhưng mình có dám dừng không? Không dừng được, đúng nhỉ? Thì cái mẫu người của em là cái nên đi theo cái mẫu người này, cái cách kinh doanh của em là theo mẫu này này. Có nghĩa là thực ra thì nếu mà đương nhiên mình quản trị cái dòng tiền càng lớn ấy, thì cái độ rơi rớt nó nghĩa là độ nhỏ giọt nó rơi vào thì nó nhiều hơn. Đấy. Cái cách đi của nó sẽ Vâng. như vậy. Có nghĩa là mình biết rằng là cái con người mình không phải là cái con người giữ giữ tiền ở bên trong.
Đã. không giữ được tiền. Phong cách này của em thì là phong cách này của em là kiếm tiền rất nhanh nhưng mà mất cũng rất nhanh. Đấy. Phong cách này của em kiếm tiền cực nhanh nhưng mất cũng rất nhanh. Nó là đặc điểm này. Đấy. Cho nên là những cái công việc gì mang tính chất là công việc kinh doanh ấy, nó mang tính chất tốc độ. Đấy. Nó phù hợp. Đấy. Tốc độ có nghĩa là giả sử như tốc độ nhanh, giả sử như anh nói những cái gì tốc độ nhanh hoặc là em cũng phù hợp với lĩnh vực về 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 ấy đấy nhá, chứng khoán. Đấy. Chứng khoán à? Ừ. Em đang định thử chứng khoán đây Hành chính chứng khoán. mà em định đi học lớp chứng khoán. Ừ. Em cũng có cái Mất duyên là mất là hết luôn rồi. đấy, em cũng có một cái tố chất ở trong cái lĩnh vực chứng khoán đấy. Đấy. Chứng khoán em có tố chất đấy. Đấy. Tính toán thỉnh thoảng đầu tư lướt sóng thôi, sau đó quay về như là dìm vào đất, thế đúng không? Lãi thì bán vào đất. Lãi bán vào đất là như nào anh? Có nghĩa là lãi tí nào ra thì vứt vào đất. Thì nó chắc. Chứ mà nếu như mẫu người của em là để tiền một chỗ thì em không để được. Em không bao giờ có tư tưởng là để tiền ngồi im hoặc là cái tài sản của em cũng vậy. Không có tư tưởng là để nó ngồi im. Đấy. Kể cả đất có thì cũng phải cái sổ cũng phải vào ngân hàng. Đấy. Thì không thích nó ngồi im. Nhưng mà có nghĩa là gì? Thực ra tất cả các dòng tài sản về quy luật âm dương ấy, vận hành ấy thì nói chung là giả sử tất cả các nguồn tài sản tích vào đất là lành nhất. Và đất là lành nhất à? Ừ. Đấy. Có khi sau em đầu tư hết Thì vào đất là lành nhất, giả sử như cái một phần mình tiền mình đầu tư nhưng một phần còn lại ấy, thì là mình vẫn duy trì công việc nhưng mà cái lãi tích của nó ra mình có bao nhiêu mình cứ tích dần vào đất. Hay nhất. Đấy. Thì đấy là cái cách cách tích trữ tài sản cho em. Đấy. Chứ còn đầu tư vào vàng bạc cũng được nhưng mà vàng thì nó dễ bị nó khuân đi mất. Nhưng đất nó không đưa đi được. không biết Ừ. Đất là không bê đi được, đất khó bán hơn, cho nên là thường thường muốn bán đất để đi tiêu thì khó lắm, nhưng bán vàng đi tiêu nhanh lắm, 1 phút mốt phát xong luôn. Thì đấy là bài báo cáo của Phượng nhá. dạ Nhưng vâng. gì thông minh này không quan tâm đâu. Bây giờ có câu hỏi gì cần phải giải quyết. Vấn đề của em là gì? Một, rất dễ bị mất mục tiêu, mất phương hướng. Do vậy nhiệm vụ đầu tiên phải cắm hai cái mốc, một là con, hai là phải có tín ngưỡng. Đấy. Vâng. Còn chồng em ở đây thì anh biết rồi, trông chênh lắm, không ổn định đâu. Xem Đấy. Bởi vì hai thằng đàn ông sống với nhau thì kiểu gì thì hoặc là cái đàn ông kia của em, cái người đàn ông kia của em phải thật hiền thì mới tồn tại được. Đấy. Chứ nó mà tính cách nó mạnh mạnh dạ nữa thì lại là vâng. hỏng hết xôi chè. Đấy. Cái đối tác của em phải Vâng. hiền thì nó mới ăn được, thì có nghĩa là rồi nằm im đấy để cho chị hành sự đấy. Thì Em còn thì nó yên chị ổn, còn nếu mà nó là tính cách bên kia đi. của người kia nó mạnh mẽ quá thì là quan hệ nó sẽ đổ vỡ đấy. Thì đấy là Vâng. cái điểm thứ hai lưu ý. Cái điểm thứ ba nữa là em cần phải có cái nên có một cái chế độ gọi là nghỉ nghỉ dưỡng về mặt tâm hồn, tâm thần, tâm tâm trí. Đấy, cái nghỉ dưỡng ở đây thì ngoài cái nhạc mạnh ra, anh nghĩ rằng em cũng phải học học một chút là nhạc nhạc nhẹ, nhạc thiền. Học à? Vâng. Không phải học mà gọi là nghe, nghe lúc đi ngủ ấy. Nghe. Ừ. Nghe thưởng thức đúng không? Em nghe lúc Vâng. đi ngủ và lúc đầu giờ sáng, 2 cái giờ đấy. Thì cho nó tâm trí của mình, nghĩa là mình tâm trí mình thả vào nhạc, thế là mình đỡ phải nghĩ. Với cái đầu em cứ anh nói em đảm bảo rằng là nếu như không có cái gì tác động ấy là em đầu óc nó quay như trong trống luôn. Đấy, cường độ là cường độ cao. Đấy. Thì đấy là cái đặc điểm lưu ý đấy. Thứ ba nữa là gì? Của em mà cần phải uống nhiều nước và tăng rau thật nhiều vào. Em phải luôn luôn ăn chế độ rau thì em mới lành tính được. Thì em tính em nó mới nhẹ nhàng đi được, chứ không mà cái suốt Nó ngày bớt mới nấu nóng cay nóng với thịt vâng. thịt thiếc vã vào là Bây tính cách của giờ em là này vất vả gọi lắm cho Hùng xem. nha. Ồ, anh. Vâng. Bởi vì tính Rất em là tính hỏa, vâng. 10 10 10 10 hoa tay là tính hỏa nó Vâng. mạnh này,
Đấy, do vậy mà em cần phải đồ ăn của em là ăn những Vâng. cái đồ mang tính chất là nước là một, hai nữa là những cái thành phần như nó gọi là Vâng. thực phẩm. À, Vâng. cái gọi là cái chất như từ rau nước ấy thì nó giảm cho nó gọi là nó đỡ dầu, nó đỡ ấy lên. Đấy những lời khuyên. Đấy. Vâng. Cảm cảm trị quản trị cảm xúc nữa. Đấy, mấy cái đấy này cần phải chỉnh. Đấy. Rồi, có cần phải hỏi gì nữa không? Cái này thì hiện tại là không ạ. Có gì thì em xin sau. Còn cái Ok. gì nhỉ? Em có một cái bảng bảng gì nhỉ? Bảng gì cái gì nhỉ? Có chữ nhà khoa học MBTI bên á. ngoài ấy anh. Hả? Vâng. Vâng. MBTI. Cái bảng đấy thì không quan trọng đúng không anh? Em thấy có cái nó cũng giống em mà có cái nó cũng không giống lắm. Thì nó như là cái bảng đấy nó nhận xét bằng cái tiêu chí của nó là nhận xét bằng cái, nghĩa là nó gom em thành một cái nhóm người. Nhóm người. Ừ, cho nên là nó em sẽ bị đánh đồng vào một cái nhóm, cho nên là nó đôi khi nó có những cái em nhặt được, những cái không phải của em. Cái của mình có cái không phải của mình. Đúng rồi. Thế là sẽ có một phần của mình ở đấy đúng không anh? Một phần của mình ở đấy. Và cái Vâng. bảng đấy nó giúp em là gì? Định hướng cái con người mình thôi. Anh nhìn cái bảng đấy của em là rồi, là cái bảng đấy là mẫu người của em là người gì? Người tính cách của người khoa học. Vâng. Đấy, nhưng mà anh khẳng định anh nhìn thế này mà chưa chắc phải người khoa học, cô này có phải cho kinh doanh chứ khoa học cô này không thích đâu. Không thích đúng Mẫu người hoa tay là mẫu người thích đến, mẫu người của em là hướng đến kết quả, chứ lại mẫu người của em phải là lại mẫu người ưa nhanh nữa, cho nên là chính vì thế nó phải là kinh Vâng. doanh marketing. Vâng. Đó. Đấy là cái đặc trưng này, cái thứ em được trên cuộc đời này đó là các chuyến đi là một này, thưởng thức ăn chơi là hai này, à, là hai cái này, rồi là cái gì nó nhỉ, sức khỏe. À, vì sao em có sức khỏe tốt không? Bởi vì em vận động tốt, em vận động nhiều, cho nên chính vì thế sức khỏe em nó tốt, rất đơn giản. Đó. Lý do là chỗ này, cho nên là con người của em ấy mà dốt em một chỗ ấy, là nó nhanh là em là có vấn đề ngay lập tức. Là Đó. nhanh bị xì Con người em mà dốt một chỗ ấy, anh nói em là đấy là một thứ tệ hại, cho nên là cái mẫu người của em là gọi là ham làm ham ăn, cho nên là làm được thì em còn khỏe được, làm không phải là vì tiền mà làm là gì, là cho nó khỏe. Đó. Mẫu người này đặc trưng của người anh gọi là gì, làm cho đến lúc chết thì thôi. Đấy, người ta quá. già người ta nghỉ, nhưng mà mẫu mẫu này của em này không bao giờ ngồi im nhá, làm bao giờ coi như làm bao giờ đến lúc là thần chết đến gõ cửa phát đi luôn. Là gì luôn Chết thế nghỉ mới ngơi sướng, chết đấy mới chết sướng. Đó. không? Nói chung là cái thứ vận động ấy nó làm cho em, nó làm cho mình là gì, nó gọi là ăn được ngủ được. Nếu mà em không vận động Vâng. anh đảm bảo em mà một ngày nào em không vận động là con người em nó buồn cười lắm. Đúng Đấy. rồi. Cho nên đấy là cái tố chất vận động. Bốn Ok. Thì hôm nay anh chỉ tốt cái bài giảng, à, cái tư vấn này ở đây cho em nhé. vâng Cần gì ạ. hỏi thêm Vâng. nhá. Đó. Dạ vâng, em cảm ơn Ừ. nhé.